nằm ở độ cao gần 1.400m so với mực nước biển. Xã Suối Giàng của huyện Văn Chấn ẩn hiện trong màn mây bồng bềnh tuyệt đẹp. Tuy vậy, đường đến với Suối Giàng lại không hề khó khăn. Chỉ cách trung tâm huyện Văn Chấn 12 km, đường rộng và an toàn. Hiện nay, Suối Giàng là một quần thể các địa điểm du lịch hấp dẫn như hang động, rừng thông, đồi chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi, và không thể không nhắc đến không gian văn hóa trà Suối Giàng, địa điểm với view tuyệt đẹp và những sản phẩm du lịch hấp dẫn. Xin kính chào quý khán giả. Một thông tin rất là vui muốn gửi đến các bạn đó là tình hình dịch Covid ở Yên Bái thì đã được khống chế và các hoạt động du lịch cũng như là các hoạt động tập trung đông người, đám cưới, các cái sự kiện văn hóa thì có thể là tỉnh đã cho phép được tổ chức rồi. Và như công việc của bọn mình thì việc đi lại để đi ghi hình trên các bản làng cũng đã thuận lợi hơn. Để tiếp tục các cái video giới thiệu về cuộc sống ở trên này thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một cái không gian chè Suối Giàng rất là tuyệt vời, những cây chè cổ và những cái dịch vụ du lịch đang được phát triển rất là tốt ở đây. Và cái điểm mình muốn giới thiệu với các bạn đó là có tên là không gian văn hóa trà Suối Giàng. Bây giờ thì mời các bạn sẽ đi cùng với mình và với cả các em nữa đến đấy để tìm hiểu xem là đến với cái không gian văn hóa trà Suối Giàng này thì sẽ có những cái điều gì thú vị nhé. Đi thôi nào. À, đây có lò xào chè đây này, họ sẽ xào ở đây luôn này. Du khách đến đây sẽ được bố trí ngồi quanh một cái bếp lửa, cũng được bài trí hết sức là tự nhiên, sử dụng những cái hòn đá ở dòng suối suối Thia ở bên dưới kia mang lên và xếp thành cái bếp này thôi. Ở đây thì người ta sắp xếp cho hai cô gái người Mông rất là xinh đẹp để pha trà cho khách đến thưởng thức này. Mọi người đã đến với Suối Giàng đỉnh núi Mùa Sương. Thì hôm nay em được gặp mọi người trong phòng trà. Thì em sẽ giới thiệu qua cho mọi người từ một cây trà sơn tuyết cổ thụ Suối Giàng. Thì bên em có do quy trình thu hái và sản xuất thì bên em có làm ra được 4 loại trà. Đầu tiên là diệp trà, là trà chát, trà phổ thông mà mọi người ở nhà mọi người vẫn thường hay uống đấy ạ. Thứ hai là hồng trà, là trà đã được lên men 90%, nó gần như là đã khử gần hết chất chát rồi và cái này phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là cho phụ nữ, nó rất tốt cho sức khỏe, chống oxy hóa da và chống ung thư ạ. Tiếp theo sẽ là hoàng trà này thì được lên men 30% và nó không có giá trị sử dụng. Hoàng trà này thì càng để lâu thì giá trị của nó sẽ càng cao. Nhưng mà hoàng trà để làm gì mà thấy em bảo là không có giá trị sử dụng nhưng mà lại bảo để càng lâu giá trị càng cao là như nào, anh chưa hiểu. Thì tức là nó hiện tại nó đang được lên men 30%, thì mình càng để lâu thì nó cái lên men của nó sẽ càng dần dần nó sẽ chuyển thành hồng trà anh. À. Dạ vâng. Tức là nó chỉ là để chuyển tiếp sang hồng trà thôi đúng không? Thực chất thì nó sẽ như mọi người dễ hình dung thì nó gần như là cái vị của nó gần như là trộn giữa diệp trà và hồng trà. Và cuối cùng là bạch trà. Bạch trà này thì được hái từ một tôm đầu tiên trên búp trà và được hái vào buổi sương sớm. Khi mà mặt trời đã bắt đầu lên thì người dân sẽ ngừng thu hái, không hái nữa. Để giữ được đúng gọi là cái hương vị của nó đúng không? Đúng ạ. Khi mà nắng lên thì hương vị nó sẽ khác đi rồi đúng không? Dạ vâng. Ừ. Thì hôm nay mọi người đến với phòng trà bên em thì em sẽ pha cho mọi người thưởng thức diệp trà trước. Diệp trà? Dạ vâng. Diệp là xanh ấy đúng không? Dạ, dạ. Trà xanh, trà gọi là trà phổ thông nhất đúng không? Em có thể chia sẻ thêm luôn về cái giá của cái chè này, nếu mà bán ra thị trường cho khách thì bây giờ thì bán như nào để mọi người có thể biết nhỉ? Dạ, diệp trà bên em thì có giá, hiện tại đang có giá là 4.800.000 một cân. 4.800.000 một cân? Dạ vâng ạ. Một cân trà khô.
Và để mua được thì là mình bây giờ là đang quảng bá trên cái kênh nào nhỉ? Trên số điện thoại hay là website hay cái gì nhỉ? Dạ, mình có thể liên hệ đến không gian văn hóa Trà Suối Giàng hoặc có thể liên hệ trực tiếp ở tại cửa hàng quầy bên dưới hả? Đúng rồi. Còn không gian văn hóa Trà Suối Giàng là mình có fanpage ở trên Facebook hả? Dạ có ạ. À đấy, mọi người có thể tìm qua đó để tham khảo thêm đúng không? Mọi người muốn biết thêm nhiều thì cũng có thể liên hệ trực tiếp em và cũng như bạn ấy luôn. Ừ. Bên bọn em cũng là tiếp tân. Ừ. Nhưng mà bởi vì là nhiều người ở xa ấy, thì người ta sẽ đặt hàng ấy. Dạ. Nên là phải có một cái kênh truyền thông nào đấy để người ta có thể liên lạc được. Dạ, đúng rồi, chắc chắn. Ừ. Đây mọi người có thể xem trước diệp trà. Sa là một cô gái người Mông và đến đây thấy các bạn người Mông làm việc ở đây thấy hay quá, cũng rất là thích là sau này học xong rồi sẽ được ra đây làm việc ở đây. Sa năm nay là học lớp mấy rồi nhỉ? Em lớp 10 à? Mới lớp 10 thôi, còn 25 nữa à? Thế thì cố gắng lên, đến lúc đấy, lúc mà em học xong cấp 3 thì chắc là cái không gian, cái cơ hội việc làm đây còn cao hơn nữa, bởi vì lúc ấy nó sẽ phát triển hơn, mạnh hơn nữa, không lo đâu. Mình cũng đang rất là tò mò, thật ra mình chưa được ngửi hương trà đâu, thêm lát nữa thì đợi cho các em ấy pha thì mình thưởng thức trà pha thôi. Bây giờ tiếp theo là đến em tên là gì nhỉ? Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Mùa Thị Hiền ạ. Em Mùa Thị Hiền à? Vâng ạ. À, chính xác là người Mông nữa các bạn nhé, các bạn nghe tiếng của bạn ấy thì sẽ không thể lệch đi đâu được. Sau đây em xin chia sẻ với anh chị là để những yếu tố mà mình muốn có một ấm trà ngon ạ. Sẽ có 5 yếu tố ạ. Thứ nhất là nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm và ngũ quân anh ạ. Em xin chia sẻ sâu về nhất thủy. Nhất thủy là nguồn nước ạ. Trong ấm trà 97% là nước, còn 3% là trà. Nguồn nước rất là quan trọng. Nước trên này của bọn em thì bọn em lấy từ bên cách đây 4 cây số. Bên đấy có khe lần ạ. Vâng ạ. Nước tự nhiên đấy đúng không em? Vâng ạ, nước tự nhiên ạ. Trước ông bà hay là cô bác chưa có ống dẫn cây chưa có ống dẫn nước về ạ, thì mình hay lấy ống tre để mình đi dẫn nước về để pha trà uống. Hiện bây giờ hiện đại hơn thì mình có ống dẫn nước về rồi ạ. Em xin pha cho mọi người ấm trà. Đấy này em mới nói về nhất thủy thôi đúng không, xong cái nhì trà. Nhì trà thì bây giờ đang là diệp trà và trà này là trà nguồn gốc từ Trà Suối Giàng ở đây đúng không? À, là do người Mông trồng cái cây trà này đúng không? Từ thời trước lâu có rồi ạ, trong phần mình trồng. Ừ. Sinh ra đã có rồi. Sinh ra đã có, đấy là em sinh ra thôi, còn thời chắc là thời bà... ông bà tổ tiên trồng đúng không? Ừ, vâng. Trồng cái giống trà này. Sau rồi đến tam pha. Vâng ạ, tam pha, được cách pha. À. Vâng ạ. Trà đây thì mọc tự nhiên các bạn nhé, các bạn ra ngay xung quanh cái khu không gian này thôi sẽ thấy các cây trà cổ thụ to đến một người ôm ấy, nó mọc tự nhiên, không có chăm sóc, không có phun nước sâu hay là bón phân gì đâu, cứ kệ nó lên được cây nào thì lên thôi, nên là rất là đảm bảo về độ an toàn. Rồi nhường lời cho em nhỉ, tam pha nào. Hiện tại là mình đang ở giữa vườn đồi trà cổ thụ đấy ạ. À. Cái cách pha thì đầu tiên thì bọn em sẽ rót nước vào tống để hạ nhiệt độ của nó đi. Diệp trà là mình chỉ pha nhiệt nước độ nước từ 85 đến 80 độ. Đợi đủ số phút thì em sẽ rót trà ra thì tống thì mình... Cái trà này thì khoảng mấy phút em? 3 phút là lâu nhất ạ. 3 phút à? Vâng ạ. Không đặc quá thì nó cũng sẽ không ngon đúng không? Cũng đặc ngon anh ạ. Tùy theo, còn tùy theo khách đúng không? Dạ vâng ạ. Khách cao tuổi thì thường sẽ uống đặc hơn là khách trẻ đúng không? Vâng ạ. Khi mình đã rót hết trà ra tống thì mình mở nắp ra. Nếu không mở nắp sẽ bị om trà. Tức mỗi một lần mà mình hãm là mình phải bỏ ra mình uống hết đúng không? Xong mình mới cho nước mới vào. Vâng
và cái vung của cái ấm thì mình phải mở ra. Mở ra để cho trà thở. Ờ, cho trà nó thở. Vâng ạ. Ờ, giống như kiểu mình luộc rau mà đậy vung thì rau nó sẽ bị đỏ ấy đúng không? Vâng ạ. Em ơi, anh cầm trà. Ờ, anh cảm ơn. Đây, mỗi khách là sẽ được sắp xếp một cái bàn đá các bạn ạ. Trên này có logo của Suối Giàng bằng chữ SG này. Đấy, trà sẽ được để ở trên này. Một cái led văn hóa thì rất là độc đáo. Mình cũng lần đầu tiên được lên trên này thưởng thức luôn. Mày anh chịu trà. Ôi, mời các em uống trà nhá. Sao bị say trà rồi à? Uống trà đặc quá là cũng say đấy. Này gọi là ngáo trà, mình say trà. Xa thử chưa? Đúng, cảnh cái nhỉ. Thật ra trà này có lẽ là như mình uống chắc hợp hơn cả mấy em đi cùng này, các em mới chắc là quen uống trà. Nó bị chát vừa phải, ngọt, ngọt, thơm. Nhưng mà xa đây cảm nhận như thế nào? Em cảm nhận vị trà Suối Giàng như thế nào? Đắng à? Em cũng thử. Tuổi của xa chắc là uống trà chắc là phải thêm đường các bạn ạ. Ở đây có món trà trà thêm đường sữa không em? Trà gừng. Trà gừng à? Không muốn thử không? Dĩ nhiên là trên này thì khách hàng là thực tế nên là ở đây thì chỗ này gọi là cái gì nhỉ, cái điểm không gian trà Suối Giàng này thì người ta sẽ theo cái yêu cầu của khách thôi. Người lớn tuổi thì uống trà như nào và trung tuổi uống trà như nào, còn trẻ trẻ như các em đi cùng với mình đây thì sẽ uống trà pha đường nhá. Trà pha sữa. Trà pha sữa, trà sữa đấy, gọi là trà sữa đấy đúng không? Trà sữa đấy. Đấy, có trà sữa đấy. Thế thì trà rất là quý đấy. Em biết là cái cây trà là mấy trăm năm tuổi rồi ấy, mà để hái được cái bút trà này là người ta phải dậy sớm này, xong rồi trèo lên cái cây cao như cây cổ thụ đấy mới hái được từng bút một, chứ không đơn giản đâu. Chết rồi, mình uống trà uống bia rồi làm hơi. Thật ra là mình đang háo hức là muốn được thưởng thức một cái loại trà tiếp theo. Thời gian thì cũng không có nhiều lắm, nên là rất là muốn được các em giới thiệu cái loại trà đắt nhất ở đây. Mình có 4 loại đúng không? 4 loại thì thấy bảo là hoàng trà là sẽ không uống đúng không? Thì còn lại là... thế bảo hoàng trà là để nó lên men để nó thành hồng trà đúng không? Không ạ, không ạ. À ừ, thì thế thì... Em thì còn chưa chia sẻ về từ ấm. Ok, sau đây thì chúng ta sẽ nói về ấm. Rồi thì trong lúc mình sẽ pha bạch trà là giá trị cao nhất đúng không? Rất là ấm cúng, vì trên này độ cao trên này chắc nó cũng phải khoảng 1000 mét đấy. Mình cũng không nhớ chính xác nhưng mà trên này thì nhiệt độ sẽ thấp hơn khu vực Nghĩa Lộ và Văn Chấn rất là nhiều, lên đây là gần như là quanh năm sương mù và nhiệt độ khá là thấp. Nên đây thực sự là rét đấy. Khi mà các bạn được ngồi trong cái không gian này thì sẽ vô cùng là tuyệt vời, ấm cúng. Thưởng trà và có cả được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc trưng của người Mông ở đây như là múa, thổi sáo. Nhưng hiện tại thì cái bạn thổi sáo đang không ở đây. Bọn mình đang đợi lát nữa bạn ấy quay về để chúng ta sẽ thưởng trà và nghe tiếng sáo của bạn đấy. Xa là nghe đến cái loại trà đắt tiền nhất là cũng tò mò muốn vào xem rồi đấy. Cái bạch trà của mình bây giờ bao tiền cân em? Em thôi là 12 triệu một cân ạ. 12 triệu một cân. Vâng ạ.
Tức là nếu mà pha cho khách uống này thì một ấm như này là sẽ là bao nhiêu tiền em? 200.000 ạ. 200.000 một ấm. Vâng ạ. Đây bạch trà bởi vì là nó có một lên một cái lớp men đúng không? Một lớp men nó phủ màu trắng nên là người ta gọi là bạch trà. Lông mao. Lông mao ạ. À. Một lớp lông mao bao phủ bên ngoài. À gọi là lông mao. Vâng ạ. Lớp tuyết. À. Quán bọn em thì bán một ấm diệp trà là 80k. Một ấm hồng trà, hoàng trà là 120k. Còn một ấm bạch trà là 200k. Vâng ạ. Đấy là bao gồm là ngồi bếp lửa các thứ luôn đúng không? À, đấy là mình ngồi bên ngoài. Còn ngồi trong bếp, trong phòng trà ấy ạ. Thì tùy thuộc vào từng loại trà mình uống. Vâng ạ. Hai loại trà là 300k, còn ba loại trà là 500k, bốn loại trà là 1.000.000 ạ. Vâng ạ. Tức là cứ một ấm này là mình uống được mấy lần nước? Một ấm này mình có thể pha từ 8 đến 12 nước. Anh là 8 đến 12 nước cả. Tỏ là nó rất là đậm đấy nhờ, trà rất đậm. Vâng ạ. Trà sang thích thủ thụ mà anh. Càng pha về sau nó càng nở nước trà ra. Lát nữa thì mình sẽ dẫn các em này ra thăm một vài cái cây trà san tuyết cổ thụ ở đây để các bạn thấy là cái cây trà nó như thế nào. Em xin chia sẻ mình về từ ấm ạ. Hiện tại của em cho em đang làm này là có gồm hai loại ấm. Ấm trắng men và ấm không trắng men. Ấm mà em đang pha này là ấm không trắng men. À không trắng men. Vâng ạ. Đất mình lung lên thôi đúng không? Vâng ạ. Từ xa. Có trắng men là màu trắng này, có lớp trắng men ở bên trong. Thế thì khi nào thì mình sử dụng ấm không trắng men? Ấm không trắng men ạ. Ấm không trắng men thì mình sử dụng một loại ấm chỉ riêng cho một loại trà. À. Vâng ạ. Tức là riêng bạch trà là mình sẽ dùng ấm không trắng men? Vâng ạ. À. Có thể mình cũng có thể dùng ấm trắng men cũng được. À. Ấm trắng men là có một lớp men trắng ở bên trong. Có thể rửa đi thì cái hương vị của nó sẽ không động lại ở trên bên này. À. Bên trong còn ấm từ xa thì bên trong ấm từ xa có những lỗ li ti nhỏ. Nó ngấm nước ấy ạ. À. Nên nó sẽ ngấm hương, ngấm vị của cái trà đấy. À. Nên một ấm đấy mình chỉ pha được một loại trà thôi ạ. À. Cảm ơn ạ. Như vậy là mình pha trà khác vào thì hương vị nó sẽ bị lẫn vào nhau, nó sẽ không chuẩn nữa đúng không? Đúng ạ. Chia sẻ cho mọi người về Ngũ Quần Anh luôn. Ngũ Quần Anh ý là bạn bè ngồi uống trà cùng mình, cũng như uống rượu cùng mình. Có ai? Ngũ Quần Anh. Ngũ Quần Anh là bạn bè uống trà cùng mình ạ. À. Cần phải có bạn bè thì mới uống trà mới vui được. Xa xem chị làm học đi mấy nữa về đi làm. Mấy thử trà. Hương khác hẳn nhỉ? Nó không còn vị chát đắng nữa. Ờ à, đúng rồi, không có chát nữa nhỉ? Đây là trà phơi ạ. Trà phơi đó. Không thấy đắng nữa nhỉ? Bỏ tí sữa là gì? Nhưng mà có một cái hương thơm gì đấy nó đặc trưng thế nào ấy nhỉ? Mật trà này thì... Anh cảm giác như kiểu hương của mật ong ấy nhỉ? Nó có một cái hương thơm thơm như của mật ong hay là cái mùi hương của hoa trà nhỉ? Mùi hương của búp trà. Búp trà. Vâng ạ. Anh thấy nó giống như kiểu là hương mật ong ấy. Hay là hương hoa trà nó cái hoa trà nó có hương như hương mật ong ấy. Vâng ạ. À. Nhà em cũng làm hoa trà. À. Và bánh trà nữa. Bánh trà. Còn cái hoa trà này cũng hãm nước à? Em không rõ mấy về cái quy trình làm của nó. À. Còn bánh trà là à, đây em bánh trà đây. Một cái bánh. Nhưng mà làm từ cái gì? Làm từ trà luôn ạ. À từ trà nhưng cũng là để hãm hả? Vâng, mình có thể uống được. Anh người thử nào. Bánh trà tức là thật ra vẫn là trà để pha để uống thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Ở trên này thì thường khi thưởng trà thì mình có cái gì ăn cùng không? Có kẹo lạc ạ. Kẹo lạc à? Vâng ạ. À. Kẹo lạc là thường mạch nha. Thường là chỉ là uống trà xong rồi ăn kẹo lạc.
Sẽ cho có kẹo lạc đây, cho anh một gói. Các bạn có thể thử làm việc pha trà và tự thử xem cái trà mình pha nó có ngon hay không. Chị sẽ dẫn em pha một ấm chè con. Đầu tiên là mình sẽ đổ trà. Bỏ lọc lên trên, đợi tầm 1-2 phút rồi đấy, không sẽ rót ra. 1 phút rồi. Ơ mà thế em Hiền sinh năm bao nhiêu? Em sinh 2003. 2003 à? Vâng ạ. Ừ, thế làm chị của xa thật rồi. Vừa học xong 12. Vâng ạ. Em học ở trường nào ra? Em học trường Cát Đà Văn Hóa Nghệ Thuật. À, đây học ngoài Yên Bái à? Vâng ạ. Thế mà nhà thì người ở đâu? Em ở đây ạ. Người Sứ Giàng luôn à? Vâng ạ. À. Em ở thôn Găng Kỳ. Ở trên đến mấy thôn thì anh biết mỗi thôn gì nhỉ? Thôn Giàng Cao à? Giàng B, Giàng Cao, Giàng A, Bản Người, Bang Cán. Ờ, nếu mà đến mấy thôn thì anh chỉ nhớ cái Giàng Cao anh đi vào đấy một lần mà. Người ta cũng chuyển xuống dưới để ở tái định cư hết rồi đúng không? Vâng ạ. Còn một ít ở trên đấy thôi. Vâng ạ. Ừ. Đường vào cũng khá khó. Chị làm vì đam mê, vì yêu thích trà và thích biểu diễn nhạc cụ. Không biết hôm nay có được xem nhạc cụ không? Có ạ, được ạ. Ờ, anh đang đợi, không biết cái bạn thổi sáo sắp về chưa? Sa đã hóa thân thành một cô nhân viên của không gian trà Suối Giàng rồi, không gian văn hóa trà Suối Giàng. Để em mời anh. Quá tuyệt vời. Với kinh nghiệm làm việc lâu ở đây rồi, em đánh giá Sa nào, liệu có đủ tiêu chuẩn để làm nhân viên ở đây không? Đây là có ạ. Thế chúc mừng Sa nhá. Uống trà đi xong chắc là anh em mình chắc là đợi bạn kia đi thổi sáo về thì mình đi loanh quanh thăm mấy cây trà cổ trước. Dạ, vâng. Xong rồi bạn anh sẽ quay lại nhá. Vâng ạ. Ừ. Em mời anh.